khác gì khác. Sách sâu của Thái. Đây là cột. Anh Thái chuẩn bị lên bàn để múa cột xin mời. Đâu được cái câu em ơi. Cột. Đây hóa ra anh cột à? Vâng. Biến hóa là cái cột. Không, bây giờ như thế này, bây giờ chị em tố đi. Bây giờ 100.000 đứa nào mà ôm cột. Không thì tố lên 200.000 chắc chắn là đến một bề thế nào hơn nữa. Không cần em 50.000 để mua mẹ luôn. Em giải 50.000 để làm đi. 50.000 nhưng mà chỉ mặc quần đùi thôi. Không có quần đùi. Em còn ngớ ôm cột. Không phải nữa, không một thì được 10.000 thôi. Bây giờ muốn cột thì bao nhiêu? Bây giờ cứ mặc đủ quần áo rồi nhé. Đổi ra cái cửa bao cái bỏ ra 200.000 đấy rồi nhá. Ủa cột còn gì nữa? Ví dụ như bình... Anh Thái, anh đã hỏi quần xịt bao nhiêu? Quần xịt bao nhiêu? Quê, mình lấy cái mũ trước để anh đi xin tiền. Khác 100.000. Không, nếu bộ khác là cần xịt 200.000. 200 luôn. Nó tố lên 200 rồi. Ai góp đi, góp chơi đi, góp đi. 200 rồi, nó tố lên 200 rồi. Giờ anh nói 100 rồi. Tôi đừng chơi 100 rồi. Ai lâu hơn thì chặt được. Đừng đào hết rồi. Nói chung thì được 100.000, ai lâu hơn được còn lại đúng không? Anh em mình muốn đi. Anh em mình muốn đi. Em muốn cởi cái nào? Thế thì thầy mượn áo của những anh cao to ở đây này, thì mặc nó sẽ trùm đi ở đây sáng ngay. Này em ơi, nó bùng nhùng lắm em ạ. Bây giờ... Gió nó tốc nhanh tốc hết lên. Rồi em mặc áo không? Không. 500 bèo bọt lắm. Bao tiền thì chơi? Em sẽ cùng làm show này. Bé. Là sao đâu sao đấy? Tiền từ đấy, một mê, chính thức là tiền từ đấy. Người 10.000 là đủ hết. Đây, chị em Thủy không đồng ý, có ai đồng ý? Một mê là... Sao kiến nó này? Sau đây là điều kiện. Kiến. Đúng không? Em sợ kiến đấy à? Làm quả bikini sâu từ bên này sang bên này, đấy chứ bí hộ đây. Anh em này chỉ được xa áo thôi, còn không mặc quần. Ok, chơi luôn. Mỗi anh em làm à... Thầy chi bao nhiêu tiền cho một người? Không, mỗi người đứng ở bên đây cứ vào khu vực khán giả này nhìn là 200.000. Cứ vào đây đứng vào 200.000. Thầy chi tiền. Thế là kiếm còn gì nữa? Thầy chi tiền. Thầy chi tiền kiểu ấy. Chị em đứng đây xem này, mỗi người 200.000. Thầy ơi. Anh ơi đi tắm thì nên đi xe nhỏ anh ạ. Xe nhỏ thôi còn xe to này đi vào rất khó, mà không có chỗ quay. Bây giờ mọi người xin bộ. Hai cây. Madam Hằng, bộ mặt buồn rầu nhìn ra xa xăm, nóng. Trông nhìn mọi người hết sức mệt mỏi. Ai nấy đều ngồi vạ vật. Vuốt tóc. Trông khuôn mặt sắp hết pin. Phờ phạc. Chị ơi chị hãy cười đi. Ai đây? Yeah.
Em ơi, em ơi. Đi để đi. Tuyên dương các cá nhân sau vì đã có thái độ học tập tích cực, hăng hái tham gia xây dựng bài trong khoa học cổ khóa học gen là Vinh Sinh Building. Ui dồi. Thứ nhất là anh Nguyễn Quang Dũng. Hát bài nhỉ? Chưa. Từ từ, chúng ta hát là anh Ngô Duy Khánh á. Anh ấy là người luôn luôn sẵn sàng đối xử những ý tưởng của anh ấy rất là lành mạnh. Thank you.